anh chị em nha. Thì hôm nay em xin quay cái clip này để em quay lại cái con Seiko này cho anh chị em nha anh chị em. Thì trước tiên em xin nhắc lại cái kích thước nó cho anh chị em nắm, là ngang là 31, cao là 45cm cho anh chị em. Toàn thân là nhựa hết, mặt nhựa. Thì con này anh chị em nó cũng đã theo dõi rồi, cái chức năng đó anh chị em cũng đã biết rồi. Thì cái tình trạng của con này là em xin nói rõ anh chị em biết, là tức là khi con này là khách đã mua rồi, em đã gửi rồi, nhưng mà sau đó thì em gửi ra trong quá trình vận chuyển đó, thì lúc mà khách nhận hàng đó là tức là đồng hồ nó không chạy đó, thì khách đã trả về đổi cái con khác. Thì sau khi gửi về em kiểm tra là trong quá trình vận chuyển không biết sao thì cái nắp của cái máy đồng hồ nha anh chị em, cái mắt của cái máy đồng hồ nó bị chấn động hay sao không biết, nó bị hở lên, tức là nó không có khít đó, là làm cho cái đồng hồ những cái bánh răng nó không có khít, nên nó không có chạy được cái kim giờ nha anh chị em. Nó thì cái tình trạng nó vậy đó, em xin nói anh em biết cái gòn thì nó là ok, anh em kiểm tra lên nó ok đó. Thì cái con này nếu anh chị em mua thì em bao cho anh chị em xài yên tâm là một lần, nếu mà có lỗi gì là em đổi trả lại cho anh chị em, anh chị em yên tâm, nhưng em đảm bảo là nó không có vấn đề gì anh chị em, tức là nó không có bị ảnh hưởng gì, em không về không có tác động hay là không có làm bất cứ cái gì trong cái máy nha anh chị em, chỉ bị hở cái nắp của cái máy đồng hồ thôi, tức là cái nắp làm sao cái máy nó bị hở lên nên mấy cái bánh xe nó không có khít với nhau, nó không có chạy thôi đó. Thì em xin báo anh chị em biết vậy. Thì có một số anh chị em cũng đã biết cái chức năng của con đồng hồ này rồi, nhưng mà em đã quay cái clip này thì em sẽ giới thiệu lại cho anh chị em nắm đó, cho một số anh chị em mới xem thì có thể nắm được đó. Thì cái con này đặc biệt là nó không có con lắc gì hết, nhưng mà nó có cái chi tiết cơ này nè, rất là giá trị anh chị em đó. Thì cái này cũng điểm nhạc bao giờ, nó có cảm biến ánh sáng này, 6 giờ là sáng, hát tối nghỉ. Em xin quay ngang lại cho anh xem. Thì đây là nó mạ vàng nha, hai cái chú lính này mạ vàng, cái đĩa của mạ vàng. Trên đây là mạ màu kiểu như là gom nhanh dẹp màu bạc, gom bóng sáng, rất là sang trọng. Em quay đi xa cho em xem. Thì con này cái hình thức nó kiểu như là cái con chuột máy tính cũng lớn vậy đó, nó ấp vô cái tường nhìn rất là sang trọng và lạ mắt. Đây nó có cái viền bạc nữa nè. Thì con này nó có cái chi tiết này giá trị lắm, mình xem test mình xem. Nó, tức là khi đến giờ nó điểm nhạc, đĩa này từ đây nó sẽ quay chạy qua đây, và có hai chú lính quay cái đĩa này. Nó cái chi tiết cơ này rất là giá trị anh chị em, và lạ mắt. Cái con này âm thanh thì trong to và rõ nha anh chị em. Cái đĩa nó sẽ quay về dĩ cũ. Đó, thì em xin nhắc lại là kích thước ngang 31, cao là 45cm. Đó, dùng là hai bên chung và một bên tiểu nha anh chị em. Đây thì em sẽ quay cái chi tiết là cái hình đồng hồ, cái kim giờ nó sẽ quay. Anh chị em quan sát kỹ nha. Tức là nó vẫn là máy nó vẫn hoạt động bình thường nha anh chị em. Thì em xin nhắc lại là trong quá trình vận chuyển là khách đã mua rồi, em đã gửi rồi, nhưng mà trong quá trình vận chuyển nó bị hở cái chỗ cái nắp của cái máy á, làm cho những cái chi tiết những cái bánh răng ở trong nó không có khớp với nhau, nên cái máy nó không hoạt động, nên khách đã trả lại. Sau đó em kiểm tra thì em đã thấy là em đã xử lý lại vẫn ok bình thường nha anh em.
chứ không có lỗi máy hay là sao hết nha anh chị em. Đó, thì con này em xin nhắc lại anh chị em mua là em bao cho anh chị em xài là 1 tuần. Nếu mà không đúng với cam kết thì anh chị em có thể gửi lại em. Đó, về cho anh chị em an tâm. Đó. Em xin test nhạc một lần. Thì cái này em xin nhắc anh chị em là cái này nó có cái chỗ cái đĩa là sao nó có cái con lẫy. Tức là nếu mà chị em muốn nó lẫy lên đó, thì cái đĩa này sẽ giữ vị trí đây, nó chỉ quay đây thôi, nó không có chạy qua đây. Đó. Còn nếu mà muốn chọn chế độ cho đĩa chạy qua đây thì nó hát nhạc thì cái đĩa nó sẽ chạy qua đây. Giống như vậy nè. Đó, em đang chọn chế độ cho cái đĩa nó quay nó chạy nè. Đó, thời gian nó qua đây. Còn nó có cái chế độ là cái đĩa nó vẫn giữ nguyên đây nhưng nó vẫn quay. Đó, nó có hai chế độ gì đó. Thì em xin giới thiệu với con Seiko anh chị em tham khảo. Xin kính chào và xin cảm ơn anh chị em ạ.